Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C mà chúng tôi vừa mới mua về được quý bạn nha. Một chiếc xe siêu lướt vừa mới đăng ký được mấy tháng thôi quý bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Kia K3 phiên bản 2.0 Premium, chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, vừa mới lăn bánh được 17.000 km quý bạn nhé. Vừa mới đăng ký được mấy tháng thôi, là một chiếc xe Kia K3 2022 quý bạn nhé. Với chiếc xe này là siêu lướt quý bạn ạ. Chúng tôi mua về là nó còn chưa có một cái vết xước, chưa có một cái vết sơn lại cơ, rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới quý bạn nhé. Đấy, và ở cái phiên bản Kia K3 2022 này thì quý bạn thấy được đấy ạ, toàn bộ đã thay đổi rồi, thay đổi từ cái logo mới này cho đến những cái cụm đèn pha này, đèn LED này, đèn gầm, tất cả đều thay đổi rồi, thay đổi hết. Kia cũng đã thay đổi toàn bộ lột xác cho chiếc xe K3 2022 này quý bạn nhé. Chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng quý bạn ạ, còn bảo hành hơn 2 năm nữa tại hãng, vì chiếc xe này vừa mới đăng ký xong. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng mua toàn bộ về bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự này. Ngoài cái trách nhiệm dân sự ra thì chủ xe đã mua về bảo hiểm vật chất, hay còn gọi là bảo hiểm thân vỏ đấy ạ, mà chưa sử dụng một tí nào vì chiếc xe này chưa có xước tí nào cả. Chúng tôi mua về mà nó cũng vài vết xước rất là nhỏ thôi. Kể ra chúng tôi mà đem đi sơn thì cũng không phải mất tiền vì có bảo hiểm, nhưng chúng tôi cũng không sơn vì là những cái vết xước nó rất là nhỏ quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị tai nạn, chưa có bị ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 7% thì quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia K3 2.0 Premium 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia K3 2.0 Premium 2022 tên tư nhân biển Hà Nội siêu lướt này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này quý bạn nhé. Cũng như tôi vừa mới nói là chiếc xe này chúng tôi mua về là chủ xe vẫn còn nguyên bảo hiểm thân vỏ, tức là bảo hiểm vật chất đấy ạ, còn nguyên 100%, chưa sơn, chưa sử dụng lần nào, nhưng chiếc xe này chưa có bị xước, chưa có phải làm gì, cho nên là chúng tôi cũng để nguyên, chưa có phải sử dụng tí nào đâu quý bạn nhé. Về bên ngoài này chưa có một vết sơn lại vì chiếc xe này chưa có xước xát tí nào ạ. Đấy, rất là đẹp ạ. Chủ xe chạy 17.000 km rồi nhưng mà thực sự với quý bạn là chưa có xước xát một tí nào cả quý bạn ạ. Đấy, còn nguyên, lấy ở trong hãng ra như thế nào thì là chiếc xe này nó còn nguyên bản như vậy đấy ạ.
chưa có xước sát đâu, tí nào đâu các bạn nhé. Và cũng tôi cũng mua về chiếc xe này về lúc sáng, là tôi mua là tôi cũng có quay lại một cái đoạn video cho quý vị bạn xem về cái phần đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đấy ạ, để quý vị bạn thấy là nó nguyên bản đấy. Từ lúc mua về là tôi mua về lúc sáng, cái là tôi chỉ có rửa qua đi một chút và tôi đem ra đây tôi quay cho quý vị bạn thôi ạ. Đấy, rửa về bên ngoài thôi nhá, chứ còn chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp bất cứ một cái gì cả. Thì nhìn về bên ngoài này thì nhìn tinh quý vị bạn ạ, phải nói là nhìn tinh thì mới thấy được một vài cái vết xước rất là nhỏ như này thôi ạ. Đấy, một vài vết xước rất là nhỏ mà chưa cần thiết là phải sơn quý bạn nhé. Đấy, phải nói là nhìn tinh vào thì mới thấy được một vài điểm xước đây rất là nhỏ như thế này, đánh bóng chắc là nó cũng hết thôi, nhưng mà tôi cứ để nguyên vì là chiếc xe này có sơn thì cũng không mất tiền quý bạn ạ, còn bảo hiểm ạ. Đấy, còn nguyên bảo hiểm, chưa có mất tiền. Đấy, rất là đẹp nha quý bạn ạ. Nhìn về cái phần thân vỏ này chưa có một cái vết xước nào to đáng lưu ý cả. Đấy, và đặc biệt là cái dàn lốp thì quý bạn thấy đấy ạ, lốp xưa cua còn chưa hạ cơ quý bạn nhé. Đây dàn lốp này, đết lốp là 2021, chiếc xe là sản xuất là cuối năm 2021, sản xuất là tận cuối đấy, đăng ký đầu năm 2022. Đấy, và đết lốp là toàn bộ là 2021 hết luôn quý bạn nhé. Đấy, vì phụ tùng là nó sẽ sản xuất trước này, 2021 này, tuần thứ 18 năm 2021 đấy, và còn rất là dày. Lốp nguyên bản của xe đấy là răng chưa có một cái vết xước nào cả. Đấy, lốp xưa cua còn chưa hạ quý vị bạn nhé. Đấy, lốp này, sàn lốp 2021 đây quý vị bạn này. Đấy, sàn lốp là còn nguyên bản này. Đó, cả bốn lốp luôn, lốp sơ cua cũng vậy. Lát nữa tôi sẽ quay lốp sơ cua cho quý vị và các bạn sau nhé. Đấy, và ở cái phiên bản Premium 2.0 này là cái phiên bản đầy đủ nhất rồi quý bạn nhé. Nhìn cái phần đầu thì xe cũng đã được trang bị cả cảm biến trước này. Đấy, và bắt đầu từ cái model này là 2022, model mới nhất rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy, là Kia cũng đã thay đổi toàn bộ cho chiếc K3 này, là kể cả từ đèn LED này cho đến đèn xi nhan này, đèn gầm này, mặt ca lăng, tất cả đều được thay đổi rất là mới luôn quý bạn nha. Thay đổi hoàn toàn, lột xác hoàn toàn cho chiếc Kia K3 này. Thay đổi từ cái phần logo. Đấy, logo này khác này. Và tất cả chiếc xe này thì là còn nguyên bản và còn rất đẹp đây quý bạn này. Không khác thì một chiếc xe mới luôn nhá. Từ cụm đèn pha này. Đấy, cụm đèn pha cũng chưa có một cái dấu xước sát nào hay cả nứt vỡ hay là gì cả. Đấy, còn nguyên bản này. Dưới đó là đèn gầm. Còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn về cái phần đầu rất là đẹp quý vị và nhé, và còn nguyên bản màu đen này thì nhìn nó lại càng rất là thể thao. Đấy, cái mặt ca lăng hầm hố như này mà lại màu đen rất là đẹp đấy quý bạn này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, khóa thông minh bấm tay để mở cửa này, cả bên phụ này. Đấy, tất cả là còn rất là đẹp này. Và cái phần đằng sau, nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị bạn thấy đấy ạ, ở cái phiên bản Premium này thì cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ cả rồi quý bạn nhé. Và cụm đèn hậu cũng có sự thay đổi rất là lớn cho cái cụm đèn hậu của chiếc xe K3 2022 này. Và đặc biệt là nó chưa có bị xước sát hay là chưa có bị nứt vỡ gì cả, vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng đâu, chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, cụm đèn hậu này, đèn xi nhan, đèn lùi đều ở bên dưới, phía bên dưới này là đèn xi nhan và đèn lùi, đều được thiết kế riêng biệt và rất khác biệt so với cái đời trước đó. Đấy, về phần ngoại thất bên ngoài thì rất là đẹp rồi quý bạn nhé, không có cái gì để chê nữa. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên tôi vẫn mở cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và bạn cùng xem. Vì ở bên ngoài chưa có xước sát, chưa có va chạm gì cả, cho nên là tôi không quay về cái phần keo chỉ chi tiết đâu quý bạn nhé. Vì là bên ngoài chưa xước thì bên trong còn nguyên là cái điều đương nhiên. Đấy. Và táp bi cánh cửa này, nội thất hai màu đỏ đen đều rất là đẹp này. Ghế điện này, nhớ ghế hai vị trí này. Và đặc biệt là chủ xe rất là cẩn thận này, dán giả carbon vừa để trang trí vừa để chống xước cho những cái bộ phận này. Đấy. Những cái bộ phận hay xước là chủ xe đã dán này. Rất là đẹp mà lại còn được bảo vệ chống xước này. Bậc cửa này cũng đã ốp inox tấm kim loại này để chống xước này. Kia K3 này, phiên bản Premium. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận này. Một số phần bên trong này còn chưa bóc ni lông quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới đây, quý bạn thấy đúng không ạ? Tôi nói có đúng không ạ? Chưa bóc ni lông này. Và bên dưới gầm, dưới trần này, dưới nền này, sàn này thì là được bọc da.
sàn bọc da này, đấy, đầy đủ hết cả rồi. Ghế lái chỉnh điện này, phiên bản này là phiên bản premium, đầy đủ hết cho nên là ghế chỉnh điện nhá. Đấy, rất là đẹp này, bên trên là cửa nóc này, nội thất da cao cấp và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng, cruise control, kiểm soát hành trình, ga tự động đầy đủ ở trên cái này rồi, sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng đâu quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Đây là cánh cửa phía sau bên lái này này, cũng giống như vậy này, táp bi cánh cửa này, không khác gì một chiếc xe mới này, đều được bọc chống xước. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận này, sàn bọc da này. Đấy, ghế này một số chỗ cũng chưa bóc ni lông đâu này. Đó, những chiếc xe này là chưa có người ngồi đằng sau này mấy, gần như là chưa bóc ni lông này. Đó, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đó, chưa bóc ni lông này. Đó, nội thất màu đỏ đen này rất là đẹp và rất là sạch quý vị bạn ạ, nó không bị lộ màu bẩn. Đó, và quý vị bạn xem cái trần của những chiếc xe này cũng được thiết kế là màu đen. Màu đen này thì là nhìn là nó hơi tối một chút thôi, nhưng mà nó lại giữ gìn rất là sạch quý vị bạn ạ. Đấy, cho nên là nhìn nó không bị lộ bẩn. Bây giờ thì tôi sẽ bật cái khóa điện này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đồng hồ công tơ mét này, màn hình này. Đồng hồ công tơ mét thì thưa với quý vị bạn, tôi cho nhỏ đi cái, đang mở USB. Đấy, cái màn hình này cũng được trang bị là kích thước lớn hơn này. Đồng hồ công tơ mét thì là chạy 17.000 đây quý vị bạn nhá. 17.000 và xe được trang bị là cảnh báo số lốp kia kìa. Đây, những cái lốp nào mà nó non hơi, thiếu hơi nó sẽ báo ở trên cái đồng hồ này. Khi nổ máy lên là nó sẽ báo, còn bây giờ tôi đang không nổ máy là nó không báo. Đấy. Và đồng hồ là chúng tôi cam kết là 17.000 chuẩn nhá. Chủ xe mới bảo dưỡng được 3 lần trong hãng, lần thứ 3 rồi, sắp sửa đến lần thứ 4 rồi quý vị bạn nhá. Đấy, và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng, quý vị và các bạn có thể kiểm tra bất cứ đại lý nào vì chiếc xe còn bảo hành, cho nên là gần như chủ xe nào mua xe mới cũng hay làm ở trong hãng. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng này, cruise control, kiểm soát hành trình, ga tự động này. Đấy, khóa thông minh, đèn nổ start stop này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, sạc điện thoại không dây này. Đó, màn hình lớn rất là đẹp và đầy đủ luôn quý bạn nhé, với thiết kế thay đổi rất là nhiều này, từ cửa gió điều hòa chrome này đến những cái nẹp chrome này, nhìn rất là sáng, rất là đẹp xe. Cửa sổ nóc này, và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý bạn cùng xem đấy. Đây là cái phần cốp sau. Cốp sau này cũng được bấm để mở điện nhé, nhưng mà tôi đang bận cầm tay quay cho nên là tôi không dùng chìa khóa. Đây, tôi bấm trực tiếp. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn này. Từ những cái tấm chắn cốp này cho đến phần cốp sau đều rất là đẹp, rất là mới, chưa có xước sát thì nhiều vì chiếc xe này mới sử dụng rất ít thôi. Và ở cái phân khúc hạng C thì cái khoang cốp sau này rất là rộng quý vị bạn ạ. Đấy, còn rất là mới này. Bên dưới là lốp xưa cua này, lốp xưa cua mới tinh, chưa dùng lốp xưa cua thế nào, từ lốp xưa cua chưa hạ, bộ đồ nghề còn mới tinh này, từ kích này, đồ nghề này còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhá, không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng đâu. Đấy, mua một chiếc xe cũ mà bây giờ quý vị các bạn sử dụng lại được lắp thêm rất là nhiều đồ rồi, và giá thì lại tiết kiệm được kha khá. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, táp bi, cái này là hơi bẩn một chút thôi nhá. Đấy, bẩn này, chưa có lau dọn gì bên trong cho nên là nó hơi bẩn, kể cả cái gầm ghế quý vị bạn thấy đấy. Đấy, gầm ghế này rất bẩn luôn, giờ chúng tôi chưa có dọn gì đâu nhá, vừa mới rửa qua bên ngoài thôi, chứ bên trong này này, những cái phần bụi ở khe ghế này thì quý bạn thấy được luôn này, bụi bẩn thôi nhá, chứ chưa lau, bên trong này chúng tôi chưa lau, chỉ có rửa qua bên ngoài để tôi quay tôi chụp ảnh cho nhìn nó đẹp đẹp một chút, chứ còn bên trong này là chúng tôi chưa dọn. Cơ bản là nó không khác gì một chiếc xe mới quý vị bạn ạ. Đấy, những chiếc xe siêu lướt như thế này thì chúng tôi mua về chúng tôi cũng không dọn dẹp gì nhiều đâu ạ, vì bản thân nó đã rất là mới rồi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Bấm tay để mở cửa này.
từ táp bi cánh cửa này. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi không giới thiệu nhiều về cái phần keo chỉ ốc ác, tại vì là bên ngoài nó chưa xước thì bên trong là còn nguyên là điều đương nhiên rồi quý bạn nhé. Đấy, dán chống xước của chủ xe này, chống trả carbon, chống xước và trang trí cho nó rất là đẹp. Đấy, từ những cái phần bậc cửa cũng vậy này, chống xước hết rồi quý bạn nhé. Trần này, sàn này hơi bẩn một chút thôi chứ cơ bản là đã được lót da rồi. Đấy, nội thất rất là đẹp, không khác thì một chiếc xe mới này. Vô lăng, thưa với quý vị bạn, đây là vô lăng, nó có những cái chữ này và những cái vân này là nó ở cái lót, cái ốp vô lăng đấy quý bạn nhé. Tôi chưa lau đi được, tôi vừa mới bỏ cái ốp vô lăng ra chứ tôi chưa lau. Chữ này chữ ở cái ốp nó bám vào đấy, lau phát là sạch luôn đấy, nhưng mà tôi chưa lau. Đấy, màn hình to này, vô lăng cần số này đều rất là đẹp nhé, từ những cái trần cho đến những cái phần ghế này đều rất là mới, rất là đẹp này. Đấy, quý vị các bạn thấy nó mới không ạ? Quá mới luôn vì một chiếc xe siêu lướt. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Thì cái động cơ này thì trước tiên tôi vẫn mời quý vị và bạn xem qua về những cái phần cabo này, những cái phần đầu, phần hay bị đâm đụng hay là bị va chạm nhiều nhất ở những chiếc xe này, thì tôi quay chi tiết hơn, kỹ hơn cho quý vị và bạn cùng xem nhé. Để mua một chiếc xe cũ là chúng ta hay phải xem kỹ hơn, thứ nhất là phần đầu, thứ hai là những cái phần đằng sau. Nhưng chiếc xe này thì không cần phải xem kỹ đâu quý bạn ạ, tôi quay chi tiết cho quý bạn xem cho khách quan thôi, chứ chiếc xe này bên ngoài còn chưa xước thì là bên trong là còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi. Đấy, từ những cái ốc cabo này, ốc cabo nguyên bản này, toàn bộ về những chiếc xe này. Thưa với quý vị bạn, nếu như mới chạy có 17.000 km không bị lỗi gì thì chiếc xe này nó như xe mới luôn quý bạn ạ. Đấy, thì chiếc xe này là nó như vậy đấy ạ. Bên ngoài chưa có xước sát thì bên trong này nó còn nguyên. Và kể cả cái chuyện ngập nước, nhiều người có thể lo về cái chuyện ngập nước, nhưng về cái vấn đề ngập nước này, đâm đụng va chạm tai nạn, thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn rồi, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý bạn, bảo hành cho quý bạn đi hết cái xe này, có thể quý bạn đổi chiếc xe khác, chúng tôi vẫn bảo hành về cái vấn đề nếu như xảy ra đâm đụng va chạm ngập nước trước đó thì chúng tôi vẫn có chịu trách nhiệm quý bạn nhé. Đấy, và toàn bộ về những cái ốc chân máy này, ốc mặt máy, tất cả các thứ này nó còn nguyên hết này, chưa có một con ốc nào tháo ra luôn. Và kể cả đến những cái ắc quy cũng còn nguyên bản cơ, vì chiếc xe này mới đăng ký được có, tính ra mới được 6 tháng thôi quý bạn nhé. 6 tháng sử dụng chiếc xe này thì nó gần như mới này, những cái tấm này còn mới này, nói là những cái bẩn như thế này là chúng tôi còn chưa cần dọn đâu quý bạn nhé, để nguyên, vì chiếc xe này nó cũng không đến nỗi bẩn lắm, như một chiếc xe mới. Đấy, quý bạn xem thấy động cơ có đẹp không ạ? Đấy, rất là đẹp và rất là mới luôn đấy ạ. Ở cái phiên bản 2.0 Premium này thì Kia cũng đã trang bị là một cái khối động cơ xăng, động cơ 2.0 lít quý bạn nhé. Đấy, DOHC 16 van đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia K3 2.0 Premium 2022 tên tư nhân biển Hà Nội siêu lướt 17.000 km này quý bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, còn bảo hành dài tại hãng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia K3 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 phiên bản Premium 2022 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.